Uống nước xong mà có những dấu hiệu này, đi khám ngay, kẻo ung thư, hỏng thận. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ai cũng biết rằng 70% cơ thể của chúng ta là nước. Vì vậy, cái vai trò của nước là rất quan trọng đối với cơ thể. Cơ thể của chúng ta sử dụng nước trong tất cả các tế bào, các cơ quan và các mô để điều chỉnh nhiệt độ, để duy trì các chức năng khác của cơ thể. Cho nên cái việc mà bạn uống nước hàng ngày là hết sức bình thường và cần thiết, đúng không nào? Nhưng bạn cần lưu ý, nếu mà sau khi bạn uống nước bạn có những triệu chứng này thì bạn phải đi đến bệnh viện để khám ngay, để khỏi bị hỏng thận, thậm chí là có thể mắc ung thư. Vậy đó là những triệu chứng gì và chúng ta phải uống nước như thế nào để không bị hỏng thận? Chúng ta cùng bắt đầu từ phần thứ nhất là những triệu chứng sau khi uống nước cần phải đi khám ngay để khỏi hỏng thận hoặc là bị ung thư. Thứ nhất là uống nước nhưng tiểu ít. Nếu mà bạn vẫn uống nước đều đặn mà tiểu ít, thậm chí là không đi tiểu thì hãy cảnh giác nhé. Bởi vì nếu mà thận của bạn không tốt, có thể xuất hiện những hiện tượng nước vào cơ thể nhưng không thể bài tiết ra ngoài được. Một người khỏe mạnh bình thường trung bình đi tiểu từ 6 đến 7 lần trong một ngày. Nhưng nếu thường xuyên xuất hiện những tình trạng là tiểu ít sau khi uống nước, bạn cần cảnh giác cao độ với bệnh thận. Thứ hai là bạn uống nước nhưng vẫn bị khô miệng, đi tiểu nhiều. Có rất nhiều người uống nước càng nhiều thì cái tình trạng khô miệng lại càng nghiêm trọng. Nếu xuất hiện tình trạng này, bạn hãy cảnh giác với bệnh tiểu đường. Bởi vì cái bệnh tiểu đường khiến cơ thể của bạn khó kiểm soát được lượng glucose là đường ở trong máu, nên thận sản xuất ra nhiều nước tiểu hơn để hạn chế sự dư thừa của đường, từ đó gây ra mất nước, tạo cái cảm giác khát nước thường xuyên hơn. Ngoài ra, khô miệng tuy không quá nguy hiểm cho sức khỏe nhưng về lâu về dài nó có thể gây ra cái chứng hôi miệng khó chịu hoặc là răng dễ bị sâu hơn do lượng nước bọt tiết ra không đủ để diệt khuẩn ở trong miệng của bạn. Thứ ba, sau khi uống nước và bị đau bụng, bụng phình to bất thường. Sau khi uống nước, nếu bạn cảm thấy đau bụng này, thấy bụng bị phình to bất thường thì bạn cần chú ý đến bệnh gan nhé. Bởi lẽ những người bị xơ gan này, ung thư gan này uống nhiều nước có thể gây ra tình trạng bị chướng của bụng. Ngoài ra, đau bụng sau khi uống nước cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo về bệnh đường tiêu hóa như là bệnh viêm loét dạ dày, đại tràng, co thắt hoặc là giảm nhu động ruột. Thứ tư là khó nuốt. Một số người sau khi uống nước phát hiện ra cơ thể rất khó nuốt, nước nhanh chóng quay lại khoang miệng và thậm chí là còn nôn mửa ra nữa. Nếu ban đầu bạn nuốt thức ăn khó, sau đó nuốt nước cũng khó thì bạn cần phải cảnh giác với căn bệnh ung thư thực quản nhé. Thứ năm là phù nề toàn thân. Nếu như bạn cảm thấy bị phù nề lên sau khi uống nước thì nguy cơ cao là thận của bạn đang gặp vấn đề. Vì nếu thận yếu, việc đào thải chất độc ra khỏi cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, nước sẽ bị dồn ứ và gây ra tình trạng rối loạn điện giải và gây ra phù nề. Phần thứ hai là những cách uống nước gây ra hỏng thận. Nhiều người rất sai lầm khi cho rằng mỗi người cần phải uống 2 lít nước trong một ngày vì cho rằng uống càng nhiều nước thì có thể càng thải độc được nhiều hơn và có thể rửa được ruột già và làm đẹp da. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, uống nước như vậy cũng là cách mà gây ra tổn thương cho thận, nghiêm trọng hơn là có thể làm hỏng thận và không kiểm soát được lượng nước tiểu. Các chuyên gia khuyến cáo rằng những người bình thường, khỏe mạnh chỉ cần đảm bảo rằng bạn không có cảm giác khát sau khi uống nước, không có cảm giác bị no căng hay đầy trướng bụng, được xem là đã uống đủ nước. Đây chính là nguyên tắc tự nhận biết nhu cầu nước của cơ thể bạn. Nếu như bạn cảm thấy là muốn uống nước mà vẫn còn có thể uống được nữa mà không bị chối, không bị cơ thể từ chối thì bạn cứ vẫn tiếp tục uống. Còn đối với những người có chức năng nội tạng như dạ dày, như gan, như thận, như tim không tốt thì cách uống nước đúng nhất chính là xem khả năng bài tiết mồ hôi, nước tiểu của bản thân mình và sau đó là quyết định việc uống nước như thế nào cho đúng. Bởi vì là nếu bạn uống quá nhiều nước, bạn có thể bị trữ nước, gây ra sưng, phù nề, thậm chí là có thể bị ngộ độc nước nữa. Còn đối với những người chức năng thận kém, có thể xuất hiện phù nề. Nếu đang bị điều trị tiêu sưng thì lượng nước thải ra có thể tương đương với lượng nước uống vào. Phần thứ ba là thời điểm uống nước tốt nhất cho sức khỏe của bạn. 7 giờ sáng, uống ly nước đầu tiên để làm ấm cơ thể, sau đó 30 phút là nên ăn sáng. 9 giờ sáng là ly nước thứ hai bắt đầu ngày làm việc, đó là khoảng 1 giờ sau bữa ăn sáng của bạn. 11 giờ 30, uống nước 30 phút trước bữa ăn trưa. 13 giờ 30,
Uống ly nước 1 giờ sau bữa ăn trưa để cho các chất dinh dưỡng từ thực phẩm được hấp thụ tốt hơn. Và 15 giờ bạn uống một tách trà để thư giãn, dung tích tương đương với 1 ly nước. 17 giờ bạn uống 1 ly nước sẽ giúp cho bạn tránh ăn nhiều vào bữa tối. 20 giờ bạn uống 1 ly nước sau bữa ăn tối 1 giờ và trước khi đi tắm. 22 giờ bạn uống ly cuối cùng trong ngày hỗ trợ cho quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ và phòng tránh đột quỵ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát trên kênh Khỏe Đẹp Online. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới và chúng tôi sẽ sớm có phản hồi. Để không bỏ lỡ những kiến thức và thông tin mới về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phần phía dưới bên tay phải. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích đến người thân và bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút like hoặc nút share để giúp họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.